Ui, cao gần bằng cái tủ lạnh luôn. Cái loa này biến dị hả ta? Các bạn đã bao giờ thấy một chiếc loa cao như thế này chưa? Vừa to vừa dài, phải gọi là đỉnh của chóp. Và chiếc loa di động này đến từ thương hiệu Dayton, có mã sản phẩm là TS15A2800 với công suất là 1600W, gần bằng bộ âm thanh sân khấu luôn đó nha. Khủng như thế này thì bỏ đâu trong nhà được nhờ? Em làm gì có nhà rồi. Thiết kế bên ngoài có dạng hình vuông đứng, hai loa bass 15 inch, loa treble 1.5 inch, và em nó có khối lượng là 50 kg nha mọi người. Con này thì di chuyển cũng khá là đau đầu đấy, nên chỉ phù hợp cho các bữa tiệc và dùng làm loa tại nhà thôi nhé. Sản phẩm nhà Dayton thì có nhiều dạng mẫu mã thiết kế khác nhau, và về chất lượng âm thanh thì mỗi dòng của Dayton sẽ mang lại âm hưởng sống động mỗi kiểu. Về các cổng kết nối thì không khác gì nhiều so với các sản phẩm khác, vẫn đầy đủ không thiếu thứ gì, chỉ thiếu một chút tiền để đưa em nó về nhà thôi. Và với những chiếc loa di động thì tất nhiên là không thể thiếu hai chiếc micro rồi đúng không nào? Yên tâm là Dayton có chuẩn bị cho các bạn luôn nha. Để tiện cho việc giải trí thì đây là điều bắt buộc mà. Ở một không gian phòng kín khá là hẹp như này thì có thể khó để nghe được hết công suất của loa, nhưng mình vẫn sẽ test để các bạn có cảm nhận rõ hơn về sản phẩm nhé. Có như mong đợi không nè? Cảm quan mình đánh giá thì âm thanh khá là hay nha. Nhược điểm hơi to xác nhưng mà âm thanh tốt là duyệt ngay. Sản phẩm hiện đang được bảo hành chính hãng 12 tháng và 1 đổi 1 nếu phát sinh lỗi kỹ thuật trong vòng 30 ngày. Hãy nhanh tay liên hệ với chúng mình để được tư vấn và mua hàng nhanh nhất nhé. Còn bây giờ thì cảm ơn và hẹn gặp lại.